Nhiều bạn nghe nói dùng sản phẩm kem trị mụn Cleansit MS và Cleansit C bị đẩy mụn, liệu sự thật có đẩy nhân mụn lên như lời đồn không? Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ giải thích cho bạn nguyên nhân dùng sản phẩm kem trị mụn Cleansit bị đẩy mụn và hướng dẫn bạn cách khắc phục tình trạng bị lên mụn nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Cleansit MS có thành phần chính là adapalene 0.1%, vì vậy khi sử dụng sản phẩm sẽ xuất hiện quá trình bạc sừng, bong vẩy, đào thải nhân mụn ra bên ngoài. Nếu bạn có mụn ẩn thì khi sử dụng Cleansit MS, nhân mụn sẽ được đẩy lên và đào thải ra bên ngoài. Thông thường, khi mới sử dụng sản phẩm trong vài tuần đầu, mụn ẩn dưới da sẽ được đẩy lên. Bạn không cần phải ngừng sử dụng, vì đây là cơ chế hoạt động của Cleansit MS và Cleansit C. Khi đẩy mụn xong, bạn có thể sử dụng các sản phẩm giảm viêm để điều trị mụn hiệu quả. Thời gian đẩy mụn của Cleansit MS và Cleansit C thường kết thúc sau khoảng 1 tháng sử dụng. Sau khi đã đẩy hết những nhân mụn còn ẩn sau dưới da, tình trạng nổi mụn sẽ thuyên giảm rất nhiều và da bạn sẽ được làm sạch sâu từ bên trong. Khi sử dụng Cleansit MS và Cleansit C bị đẩy mụn, chị em đừng lo lắng, mà cần chú ý giữ da sạch sẽ sau khi đẩy mụn để hạn chế các loại vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập vào da gây mụn trở lại. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp với các sản phẩm dưỡng da để có thể đẩy nhanh quá trình hồi phục cho da sau khi đẩy mụn. Bạn có thể sử dụng những loại kem dưỡng ẩm, serum có tác dụng phục hồi cao, làm dịu da, cấp ẩm như B5. Kem trị mụn Cleansit hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị mụn Cleansit hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.